Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin cuộc sống 24 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC ngày 29 tháng 6 năm 2018. Tôi là Xuân Tú. Và tôi là Phương Anh. Bản tin ngày hôm nay sẽ được bắt đầu bằng những thông tin đáng chú ý sau đây. Thêm một vụ xả súng tại tòa báo ở Maryland, nước Mỹ. Chưa thể khắc phục xong sự cố điện trên đảo Cô Tô sau vụ sét đánh. Bỏ điều trị vô sinh, một cô gái bất ngờ đẻ sinh ba. Trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng, câu chuyện về những thí sinh đặc biệt trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018. Ghé thăm triển lãm những vị thần đang rất hút khách tại Nga mùa World Cup này. Thưa quý vị, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, hãng tin Reuters đưa tin nhiều người đã bị bắn trong vụ xả súng ở tòa báo Capitol Gazette tại thành phố Annapolis, bang Maryland. Vụ việc khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, trong đó có một số người bị thương nặng. Cảnh sát cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, tay súng đã bị bắt giữ và đang bị thẩm vấn. Cảnh sát đang lục soát tòa nhà nơi vụ xả súng diễn ra. Báo chí đưa tin có 55 nhân sự của cả khối nội dung và kinh doanh đang làm việc tại tòa soạn báo trong khi xả súng xảy ra. Đây là một trong những vụ xả súng hiếm hoi nhằm vào tòa báo ở Mỹ, nơi có tỷ lệ tội phạm về súng thuộc dạng cao nhất trên thế giới. Hôm qua, 28 tháng 6, theo giờ địa phương, một chiếc máy bay đã rơi xuống công trường xây dựng ở một khu vực đông dân cư tại thành phố Mumbai của Ấn Độ, khiến 5 người thiệt mạng. Người phát ngôn của cảnh sát thành phố Mumbai cho biết 5 người đã thiệt mạng sau khi máy bay bị rơi, trong đó có một phi công, 3 hành khách và một người đi bộ. Chiếc máy bay King Air C-90 đang bay thử nghiệm với 2 phi công và 2 kỹ sư trên máy bay. Tổng cục Hàng không Dân dụng cho biết chiếc máy bay bị rơi khi đang tìm cách hạ cánh và phát nổ ngay sau đó. Hiện tại, các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân sự việc. Hôm qua 28 tháng 6, theo giờ địa phương tại thành phố Bruxelles, Vương quốc Bỉ, Hội nghị thượng đỉnh EU đã bắt đầu với phiên thảo luận của 27 nhà lãnh đạo thành viên. Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu-EU sẽ kéo dài đến hết ngày 29 tháng 6 và sẽ tập trung vào một loạt các vấn đề cấp bách. Các vấn đề được tập trung thảo luận bao gồm vấn đề người di cư, cải tổ khu vực sử dụng đồng euro, tiến trình đàm phán Brexit cũng như ngân sách dài hạn của EU. Vấn đề người di cư sẽ là chủ đề chính trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh lần này. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ kêu gọi các nước thành viên đưa ra các biện pháp để chống làn sóng thứ cấp dịch chuyển người di cư trong EU, vấn đề đang là trung tâm tranh luận chính trị tại Đức. Ngoài ra, như kế hoạch dự kiến vào tháng 12 vừa qua, hội nghị tháng 6 này sẽ đưa ra những quyết định đầu tiên về việc hoàn thành liên minh ngân hàng và củng cố cơ chế bình ổn châu Âu. Hôm nay, hãng tin Reuters đưa tin Điện Kremlin đã chính thức công bố thời gian và địa điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo thông báo chính thức, sự kiện diễn ra vào ngày 16 tháng 7 tới tại thủ đô Helsinki của Phần Lan. Nhà Trắng cũng đã xác nhận thông tin này. Theo ông chủ Nhà Trắng, nội dung thảo luận giữa hai bên xoay quanh cuộc chiến ở Syria cũng như cuộc xung đột tại miền đông Ukraine. Việc Nga và Mỹ tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh là kết quả sau chuyến thăm Moscow của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton diễn ra trước đó. Lần gần đây nhất, hai nhà lãnh đạo này gặp nhau là hồi tháng 11 năm 2017 tại Việt Nam bên lề hội nghị cấp cao diễn đạt hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Quan hệ Nga-Mỹ đã ở mức thấp nhất chưa từng thấy kể từ chiến tranh lạnh sau khi Nga quyết định sắp nhập trở lại bán đảo Crimea, cũng như bất đồng liên quan đến tình hình miền đông Ukraine và cuộc xung đột tại Syria. Thưa quý vị, sau rất nhiều vụ mất tiền trong tài khoản của khách tại Vietcombank, Agribank thì mới đây, nữ khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, Đông Á Bank cho biết số tiền hơn 85 triệu đồng trong tài khoản của chị bất ngờ biến mất chỉ trong một thời gian ngắn. Theo thông tin được đăng tải từ mạng xã hội Facebook của chị Phương Thùy, 31 tuổi, sống tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6, chị phát hiện bị mất số tiền 85 triệu đồng trong tài khoản ATM của Ngân hàng Đông Á, không rõ lý do chỉ sau một đêm. Theo chị Thùy, đêm 27 tháng 6, hệ thống của Ngân hàng Đông Á liên tục gửi tin nhắn đến điện thoại di động của chị với nội dung thông báo trừ tiền, tổng số tiền lên tới 85 triệu đồng, trong khi đó thẻ ATM vẫn nằm trong túi xách của chị. Liên quan đến sự việc này, chị Thùy cho biết đã liên hệ với ngân hàng
và phía ngân hàng đã ghi nhận trường hợp mất tiền trong tài khoản của chị. Phía ngân hàng Đông Á cũng đã trao đổi với khách hàng để nắm bắt thêm thông tin và hẹn sẽ giải quyết vụ việc trong 5 ngày tới. Tuy nhiên, sự việc xảy ra khiến rất nhiều người, đặc biệt là những người sử dụng dịch vụ của ngân hàng này, hoang mang. Theo chỉ đạo của Chính phủ, từ năm 2019, tất cả các tuyến quốc lộ được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT sẽ thu phí không dừng. Do đó, thì đơn vị này vừa ban hành nghị quyết về một số nhiệm vụ và giải pháp về đầu tư, khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT, và trong đó thì có vấn đề về vị trí và mức phí BOT. Chính phủ yêu cầu các đơn vị rà soát tổng thể vị trí đặt trạm BOT và có chính sách miễn giảm giảm giá tại tất cả các trạm. Mức phí phải xây dựng phù hợp, áp dụng công nghệ thu phí không dừng. Theo chỉ đạo của Chính phủ, việc đấu thầu để chọn nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động cần triển khai ngay để tránh tình trạng độc quyền, bảo đảm tính cạnh tranh, công khai, minh bạch trong hoạt động thu phí. Từ năm 2019, tất cả các tuyến quốc lộ được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT trên cả nước sẽ được thu phí không dừng. Hiện cả nước có 88 trạm thu phí BOT trên các tuyến quốc lộ, trong đó Bộ Giao thông quản lý 73 trạm, 56 trạm đang thu, 17 trạm chưa thu. Còn lại 15 trạm, 11 trạm đang thu và 4 trạm chưa thu do Ủy ban Nhân dân các tỉnh quản lý. Đã hơn 10 ngày kể từ khi hệ thống điện lưới quốc gia đến đảo Cô Tô của tỉnh Quảng Ninh gặp sự cố vì sét đánh, tại đây vẫn chưa có điện. Đại diện huyện đảo Cô Tô cho biết sớm nhất phải hết tháng 6 mới có thể khắc phục xong. Do sự cố mất điện nên các cơ sở lưu trú, hệ thống viễn thông hoàn toàn phụ thuộc vào máy phát điện tại chỗ. Riêng hệ thống các cây rút tiền tự động không thể hoạt động. Đây là điểm bất tiện cho khách du lịch đến tham quan tại đảo. Theo lãnh đạo huyện đảo, địa phương đang nỗ lực hết sức để đảm bảo các hoạt động thiết yếu. Sau khi tình trạng mất điện xảy ra thì người dân và các chủ các cơ sở lưu trú cũng đã chủ động khắc phục bằng các cái máy phát điện. Thế thì về phía chính quyền, chúng tôi đã chỉ đạo cho bên ngành công thương đảm bảo các cái nhu yếu phẩm cũng như đặc biệt là xăng dầu để đảm bảo cho bà con có thể chạy máy phát điện mà không thì trong cái tình trạng thiếu nhiên liệu. Do sự cố mất điện và thời tiết không thuận lợi, sóng to nên trong những ngày qua đã có hơn 5.000 khách du lịch mắc kẹt tại đảo. Đến chiều qua, số khách trên đã được đưa vào bờ an toàn. Hiện công ty điện lực Quảng Ninh đã xác định được vị trí xảy ra sự cố hỏng cáp điện ngầm sau sự cố sét đánh nằm cách đảo Ba Mùn, huyện Vân Đồn khoảng 600m. Đội thợ lặn đang thay phiên nhau tập trung tìm kiếm sợi cáp điện bị hỏng để sửa chữa, sớm cấp điện trở lại. Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận tổ chức họp dân để công bố kết quả phân tích mẫu nước và mẫu cá tại khu vực cá chết hàng loạt ở vùng biển Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn tới tình trạng cá chết hàng loạt thì vẫn chưa được tìm ra. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận cho biết, sau khi nhận phản ánh của người dân về tình trạng cá chết, vào ngày 20 tháng 6, Sở phối hợp cùng với các cơ quan liên quan tiến hành khảo sát thực tế, đồng thời lấy 2 mẫu nước biển để phân tích các thông số chất lượng nước biển và lấy 2 mẫu cá để phân tích các nguyên nhân về dịch bệnh. Kết quả phân tích nhanh, độ pH và oxy hòa tan đều đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển. Về mẫu cá, kết quả xác định không phát hiện 2 loại virus gây bệnh trên cá trong các mẫu xét nghiệm gửi tới. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cho biết, trước mắt khẳng định nước biển trong khu vực không bị ô nhiễm, cá chết cũng không phải do mắc bệnh. Tuy nhiên, các hộ nuôi cá lồng bè ở Vĩnh Tân không đồng tình với cách công bố kết quả của tỉnh Bình Định. Các cơ quan chức năng địa phương đang tiếp tục phối hợp xác định nguyên nhân dẫn tới tình trạng cá chết hàng loạt. Trước tình hình phế liệu nhập khẩu ồ ạt vào Việt Nam khiến số lượng ùn tắc tại nhiều cảng trên cả nước, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu phế liệu nhập khẩu vào Việt Nam phải được lấy mẫu gửi Cục Kiểm định Hải quan để phân tích đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Tổng cục Hải quan yêu cầu đối với hàng hóa khai báo là phế liệu nhập khẩu, khi thực hiện thủ tục hải quan, trong quá trình lấy mẫu phải chụp ảnh thực tế hàng hóa nhập khẩu để lưu hồ sơ phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra. Đối với hàng hóa khai báo là hàng đã qua sử dụng, không phân biệt mục đích sử dụng và có tên hàng khi thực hiện thủ tục hải quan, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan phải lấy mẫu gửi Cục Kiểm định Hải quan để xác định hàng hóa nhập khẩu có phải là phế liệu hay không. Tổng cục Hải quan cho rằng Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á khác đang có nguy cơ trở thành điểm tập kết rác thải công nghiệp. Trong đó, sắt thép, thiết bị điện tử qua sử dụng, linh kiện, thiết bị ô tô qua sử dụng đổ bộ. Đặc biệt từ năm 2017, sau khi Trung Quốc, nước nhập khẩu phế liệu lớn nhất thế giới,
áp dụng lệnh cấm nhập phế liệu vào nước này. Số phế liệu nhập khẩu diện chính ngạch, tiểu ngạch và cả nhập lậu vào Việt Nam đều gia tăng. Tỷ lệ cán bộ công chức đi xe buýt nhanh nhiều gấp đôi buýt thường. Và đây là thông tin được Hà Nội công bố mới đây và cũng là nhóm đối tượng thành phố muốn hướng tới nhất khi mà triển khai tuyến buýt nhanh. Cụ thể, tỷ lệ cán bộ công chức tham gia các tuyến buýt thông thường khoảng 20-25%, trong khi với loại hình xe buýt nhanh BRT, tỷ lệ này đạt trên 50%. Lý do là bởi không phải tuyến dịch vụ này tốt hơn, có hỗ trợ mái che, xe đẹp, nhiều tuyến, mà cốt lõi là thời gian chuyến đi nhanh hơn 25-30% so với tuyến buýt thông thường. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã thực hiện mở mới 3 tuyến buýt sử dụng nhiên liệu sạch, vận hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2018, đồng thời thực hiện điều chỉnh 26 tuyến buýt theo tổ chức giao thông, điều chỉnh hợp lý hóa mạng lưới đối với 13 tuyến buýt, mở rộng vùng phục vụ đối với 2 tuyến buýt. Thời gian tới, Sở Thông Vận tải Hà Nội dự kiến tiếp tục mở mới 8-10 tuyến buýt, tăng thêm 33 xã có tuyến buýt chạy qua. Sau khi có các tuyến mở mới thì tổng số tuyến trên địa bàn là 120-122 tuyến. Sản lượng hành khách dự kiến đạt 470 triệu lượt. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa giao Bộ Công an chỉ đạo cơ quan điều tra làm rõ việc công ty VN Pharma nhập khẩu lưu hành 6 loại thuốc do công ty Health 2000 sản xuất tại Canada. Trên thực tế, công ty này không có nhà máy sản xuất ở Canada. Phó Thủ tướng chỉ đạo nếu có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố vụ án, báo cáo Thủ tướng trong tháng 8. Theo hồ sơ vụ án năm 2013-14, Chủ tịch của VN Pharma đã đặt Giám đốc Công ty Hàng hải Quốc tế H&C mua tân dược của công ty Helix Pharmaceutical Canada sản xuất để cung cấp cho các bệnh viện ở Việt Nam. Do không có hồ sơ kỹ thuật, tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc để nộp cho Cục Quản lý Dược Bộ Y tế thẩm định theo quy định, đại diện này đã chỉ đạo nhân viên thuê người làm hồ sơ kỹ thuật thuốc H Capita 500mg giả. Các nhân viên của VN Pharma còn làm giả chứng từ thủ tục thanh toán để được Bộ Y tế cấp giấy phép nhập khẩu để chữa bệnh ung thư trị giá hơn 250.000 đô la Mỹ, tức là hơn 5,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhập khẩu, Cục Quản lý Dược thanh tra VN Pharma kiểm tra lô hàng thì phát hiện đây là hàng giả. Vụ việc sau đó đã được đưa ra xét xử. Ngày 30 tháng 10 năm ngoái, cấp phúc thẩm xác định đây là vụ án phức tạp, gây bức xúc lớn trong dư luận xã hội. Cấp sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt người, lọt tội nên yêu cầu điều tra, xét xử lại. Sau khi 3 bệnh nhân tử vong do mắc cúm AH1N1, Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế cảnh báo về tình trạng lây chéo trong bệnh viện và đồng thời khuyến cáo người dân cần phải cẩn trọng trước nguy cơ cúm H1N1 lây lan ở bệnh viện. Hai ổ dịch cúm AH1N1 xuất hiện ở Bệnh viện Từ Dũ và Chợ Rẫy cảnh báo nguy cơ virus lây chéo ở nơi đông người. Bởi cúm là bệnh lây qua đường hô hấp nên rất dễ lan nhanh trong cộng đồng. Trong môi trường bệnh viện, nhất là bệnh viện lớn thì nguy cơ càng cao. Tuy vậy, đại diện Cục Y tế Dự phòng cũng cho rằng tình hình dịch cúm AH1N1 ở thành phố Hồ Chí Minh hiện chưa có gì bất thường. Virus cũng không có biến đổi về gen hay độc lực. 3 bệnh nhân được ghi nhận tử vong do H1N1 2 tháng qua đều mắc cúm trên nền bệnh có sẵn. Trước đó, theo số liệu giám sát cúm mùa từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ của WHO cho thấy, trong gần 68.000 mẫu xét nghiệm thì có hơn 2.300 mẫu dương tính với cúm. Gần 70% nhiễm cúm A, nhiều nhất là cúm AH1N1. Tương tự tại Việt Nam, cúm AH1N1 chiếm khoảng 20-25%. Trong số chủng cúm mùa đang lưu hành, còn lại là cúm B và cúm AH3N2. Thưa quý vị, con cái là lộc trời cho, đó là câu nói cửa miệng của nhiều cặp vợ chồng. Và với một gia đình ở An Giang thì câu nói này hoàn toàn đúng. Khi sau 6 năm điều trị vô sinh thất bại, những tưởng cơ hội làm mẹ sẽ không còn. Từ bỏ chạy chữa thì bất ngờ bà mẹ 25 tuổi lại vừa sinh ra 2 bé trai và 1 bé gái. Chị Bùi Thị Cẩm Linh, sinh năm 1993 tại ấp Mỹ Hòa 3, xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, mang tam thai được 35 tuần thì có hiện tượng chuyển dạ, được người thân đưa vào bệnh viện đa khoa huyện điều trị. Các bác sĩ nhận thấy đây là ca khó. Với chị Linh bị huyết áp cao, lập tức chuyển xuống bệnh viện sản Nhi An Giang. Các bác sĩ đã mổ sinh thành công cho sản phụ. 3 em bé gồm 2 trai 1 gái nặng từ 2 đến 2,4 kg, kháu khỉnh chào đời trong niềm vui của gia đình. Hiện sức khỏe của 4 mẹ con hoàn toàn ổn định. Gia đình cho biết chị Linh lấy chồng năm 19 tuổi đã lâu, không có con nên điều trị vô sinh tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh lâu nay. Sau khi tiến hành bơm tinh trùng chồng vào trứng để thụ tinh nhân tạo mà chưa có tin mừng,
chị Ninh nản lòng, bỏ cuộc, không chữa vô sinh nữa. 3 tháng sau, chị đi khám, bất ngờ biết mình đã mang tam thai. Thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc nữ bệnh nhân Mộng Châu phản ánh bệnh viện FV đã chẩn đoán không chính xác. Sáng thì không có thai, thế nhưng tối lại xảy thai. Bộ Y tế đã có văn bản chính thức chỉ đạo làm rõ vụ việc. Và đáng chú ý là bệnh nhân này đã trải qua một ca phẫu thuật cấp cứu tại bệnh viện Từ Dũ vào trưa ngày 28 tháng 6. Theo đó, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh Bộ Y tế, ông Lương Ngọc Khuê đã ký văn bản chỉ đạo Sở Y tế TP.HCM nhanh chóng xác minh vụ việc, xác minh sai phạm nếu có của bệnh viện hoặc bệnh nhân, đồng thời công khai thông tin với công luận và báo chí. Văn bản cũng yêu cầu Sở Y tế TP.HCM thành lập hội đồng chuyên môn nếu cần thiết. Đáng chú ý, trưa ngày 28 tháng 6, bệnh nhân Mộng Châu phải cấp cứu tại bệnh viện Từ Dũ và nhanh chóng chuyển đi phẫu thuật. Được biết, bệnh nhân phải phẫu thuật vì khối thai lớn 7cm bám lên vết sẹo mổ tử cung trước đó. Thông cáo báo chí của bệnh viện FV trước đó cũng xác nhận bệnh nhân này có một phần thai bám trên vết sẹo để mổ cũ. Theo nhiều chuyên gia, sản phụ khoa, trường hợp thai bám trên vết sẹo mổ cũ thì việc chỉ định thuốc misoprostol hoặc hút long tử cung đều có thể gây ra băng huyết. Mặc dù chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế bãi bỏ quy định muối dùng trong chế biến thực phẩm phải được tăng cường iốt và bột mì dùng trong chế biến thực phẩm phải được tăng cường sắt và kẽm, song đến nay Bộ Y tế vẫn chưa có sửa đổi quy định liên quan đến việc bổ sung vi chất dinh dưỡng trong chế biến thực phẩm, nên doanh nghiệp vẫn khốn khổ trong sản xuất và xuất khẩu. Khó khăn bất cập trong quá trình sản xuất, công bố và tự công bố chất lượng sản phẩm, đưa sản phẩm ra thị trường là vấn đề được các doanh nghiệp đề cập tại buổi trao đổi một số thông tin đánh giá tác động. Việc bổ sung vi chất dinh dưỡng vào trong chế biến thực phẩm vừa được diễn ra ở TP.HCM. Cụ thể, các doanh nghiệp cho rằng qua kiểm tra đánh giá chất lượng cảm quan các sản phẩm, kết quả không thay đổi về cấu trúc, màu sắc và mùi vị. Tuy nhiên, do đặc tính của mỗi sản phẩm khác nhau nên lượng iốt đưa vào là không tương đồng. Đồng thời, các sản phẩm từ bột mì có bổ sung sắt kẽm thì kết quả chất lượng sản phẩm không ổn định về chất lượng màu sắc. Trong khi các doanh nghiệp đang loay hoay chờ đợi quyết định cuối cùng của Bộ Y tế để quá trình sản xuất và xuất khẩu thuận lợi, Bộ Y tế vẫn chưa có động thái sửa đổi Nghị định 09 trước đó. Bệnh lõng ngực nghe thì khá lạ, thế nhưng lại là căn bệnh mà theo các chuyên gia y tế thời gian gần đây đang có xu hướng gia tăng ở trẻ nhỏ. Khi mà trẻ bị lõng ngực thì tim sẽ bị đẩy ra khỏi vị trí bình thường, làm thiếu hụt khối lượng máu tuần hoàn và ảnh hưởng tới nhịp tim. Vậy thì nguyên nhân và những cách can thiệp đối với căn bệnh này như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự ngay sau đây. Bé trai 7 tuổi, con chỉ đạo thị luyện tại thị xã Ninh Hòa, mắc bệnh lõng ngực bẩm sinh. Từ khi sinh ra, cháu đã được phát hiện phần lồng ngực bị lõm vào trong, càng lớn dần, vết lõm càng sâu hơn. Được các bác sĩ tư vấn, gia đình cháu quyết định phẫu thuật để nâng khung lồng ngực. Bởi nếu không được phẫu thuật kịp thời, vết lõm càng ngày sẽ càng sâu hơn, gây chèn ép tim, phổi, ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. Trước khi sinh nó ra thì mình chưa có nghe bao giờ hết á, nhưng mà sinh nó ra thì mình thấy cái ủa sao con mình nó bị nó hơi lõm lõm vậy, mình nói nhầm vậy, xong rồi sau đó là cũng nói chung là thời cái internet nó phát triển á thì mình cũng lên mạng mình tìm hiểu, rồi sau đó là dẫn mới đi khám rồi cũng mới được biết về những cái vấn đề này. Đa số bệnh nhân mắc bệnh lõm ngực đều có thể phát hiện ngay sau khi sinh hoặc vào lúc đến tuổi dậy thì. Đến nay chưa có một nguyên nhân cụ thể về căn bệnh này. Tuy nhiên, có khoảng 35% là yếu tố di truyền. Bé trai có nguy cơ mắc bệnh lõm ngực cao hơn bé gái. Nếu không được can thiệp y tế kịp thời, bệnh lõm ngực sẽ gây biến dạng xương, căng cơ hoặc chèn ép các cơ quan nội tạng. Nguy hiểm hơn, bệnh này có thể đẩy tim ra khỏi vị trí, có thể lệch trái hay lệch phải. Trẻ từ 6 đến 12 tuổi là thời điểm phẫu thuật thuận lợi nhất, có thể giúp điều chỉnh khung xương lồng ngực của trẻ trở về vị trí ban đầu. Thì những cái ngực lõm thì khi đã bị thì người ta cứ để. Dĩ nhiên để thì trong cái lúc tuổi trẻ nếu nó chưa có ảnh hưởng thì cũng không có thấy gì. Mà về sau lâu dài khi lớn lên cái công việc của người lớn thì càng nhiều, nhiều khi làm nặng cái sức chịu đựng người ta sẽ kém đi. Nếu mà chèn ép nhiều về tim về phổi mà cái ngực lõm sâu quá thì cái tuổi thọ nó sẽ có bị kém.
Nếu như khoảng 10 năm trước đây, số lượng trẻ mắc bệnh lõm ngực chỉ khoảng vài chục bệnh nhân, thì theo thống kê năm 2017, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận khoảng 150 trẻ mắc bệnh lõm ngực. Tại Khánh Hòa, mỗi năm cũng ghi nhận khoảng 5 trường hợp. Đây là vấn đề cần lưu ý để chủ động can thiệp sớm cho trẻ, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Ngày 26 tháng 6, trên Internet xuất hiện clip ghi cảnh loa phát thanh không dây ở khu vực công viên bờ biển dọc đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, phát tiếng Trung Quốc. Trước sự việc trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, Khánh Hòa đã có thông tin chính thức về vụ việc này. Theo đó, đại diện thành phố Nha Trang khẳng định nội dung clip nói trên hoàn toàn không chính xác và người thực hiện có mục đích xấu. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang, đơn vị chủ quản hệ thống loa nói trên cho biết, đơn vị này đã hợp đồng với Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa thu âm tuyên truyền nội dung nội quy công viên bờ biển Nha Trang bằng 4 thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Trung Quốc, hàng ngày lần lượt phát trên hệ thống loa truyền thanh không dây tại công viên bờ biển dọc tuyến đường Trần Phú, nhằm hướng dẫn du khách tuân thủ các quy định của địa phương về bảo vệ môi trường, cảnh quan, thông báo tình hình an ninh trật tự, diễn biến thời tiết biển khi đến du lịch tại đây. Việc này được triển khai từ tháng 5 nhằm ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu của du khách. Tuy nhiên, một số đối tượng xấu đã cắt xén video clip chỉ còn nội dung thông tin bằng tiếng Trung Quốc, rồi cho rằng loa truyền thanh của Nha Trang chỉ phát tiếng Trung Quốc. Điều này là không đúng sự thật, làm ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của thành phố Nha Trang và của tỉnh Khánh Hòa nói chung. Để phục vụ nhân dân và du khách ra đảo Lý Sơn vào dịp diễn ra tuần lễ văn hóa du lịch lần thứ nhất năm 2018, tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp cùng với doanh nghiệp vận tải điều động tối đa phương tiện vận tải, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân và du khách. Tuần lễ văn hóa du lịch lần thứ nhất năm 2018 tổ chức tại đảo Lý Sơn từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 năm 2018. Theo dự kiến của ban tổ chức, trong thời điểm này có khoảng 3.000 lượt khách ra vào đảo Lý Sơn trong ngày. Để đảm bảo nhu cầu đi lại trong thời gian này, Ban Quản lý Cảng Sa Kỳ đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp vận tải hành khách để thống nhất kế hoạch điều động, tăng cường tàu. Đơn vị quản lý cảng cũng đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng, cảnh sát giao thông đường thủy, thanh tra, sở thông vận tải, đảm bảo an ninh trật tự tại cảng. Hiện tại, tuyến Sa Kỳ Lý Sơn và ngược lại có 12 tàu vận tải hành khách, riêng đội tàu siêu tốc có 4 chiếc. Thời gian ra vào đảo từ 30 đến 35 phút một chuyến. Với năng lực vận chuyển tối đa là 3.000 người một ngày, Quảng Ngãi đảm bảo đáp ứng được nhu cầu đi lại của khách trên tuyến và kể cả trong trường hợp số lượng khách tăng đột biến. Kết quả điểm thi vào lớp 10 được Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội công bố đã khiến cho cả phụ huynh và học sinh bị sốc vì điểm thi hai môn văn toán đều thấp hơn nhiều so với dự kiến. Đến ngày hôm qua, thì Hà Nội cũng đã chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 Trung học phổ thông hệ chuyên và chương trình đào tạo hệ song bằng. Theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất thuộc lớp chuyên tiếng Anh của trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam là 41,75 điểm. Kế đó là lớp tiếng Trung với 40,2 điểm. Lớp chuyên tiếng Anh của trường Trung học phổ thông Chu Văn An là 39,25 điểm. Lớp chuyên tiếng Anh của trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ có điểm chuẩn là 37,5 điểm. Điểm chuẩn trúng tuyển đối với chương trình thí điểm đào tạo song bằng tú tài năm học 2018-2019, điểm phỏng vấn của trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam là 6,5 điểm, trường Trung học phổ thông Chu Văn An là 6 điểm. Dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 các trường Trung học phổ thông hệ không chuyên sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố vào hôm nay 29 tháng 6. Chuyển sang phần điểm báo sáng nay với những bài viết đáng chú ý, và đầu tiên xin gửi tới quý vị bài viết đăng tải trên trang 3 Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh với nhan đề Luật An ninh mạng không hạn chế quyền dân chủ. Cục trưởng Cục An ninh mạng, Trung tướng Hoàng Phước Thuận đã khẳng định như vậy tại buổi họp báo công bố các luật vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 14 ngày 28 tháng 6. Đáng chú ý, luật dành một chương quy định về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, luật dành một chương quy định đầy đủ các biện pháp phòng ngừa đấu tranh xử lý nhằm loại bỏ các nguy cơ đe dọa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm phòng ngừa, xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống lại nhà nước, kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng,
làm nhục, vu khống, phòng chống gián điệp mạng, bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, bí mật công tác, thông tin cá nhân trên không gian mạng, phòng ngừa, xử lý hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh điện tử. Phóng viên cũng đặt câu hỏi với đại diện Bộ Công an về kế hoạch triển khai luật này và việc ban hành các văn bản hướng dẫn để tránh tình trạng lạm quyền, xâm phạm đến quyền tự do của người dân. Tướng Thuận khẳng định luật an ninh mạng không hạn chế quyền tự do dân chủ của người dân và cho biết tất cả điều không bị cấm được quy định ở Điều 29 của Bộ Luật Hình sự, những điều luật trực tiếp, những điều luật liên quan và những luật khác sẽ được nhà nước bảo hộ trên không gian mạng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 thì nhiều văn bản luật có liên quan mật thiết tới cuộc sống sẽ chính thức có hiệu lực và trong đó thì có luật tiếp cận thông tin. Nội dung này được phản ánh trên trang 8 báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với nhan đề mọi người dân đều có quyền tiếp cận thông tin. Luật tiếp cận thông tin 2016 quy định tiếp cận thông tin là việc đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép và chụp thông tin. Theo đó, công dân được tiếp cận thông tin của cơ quan nhà nước trừ thông tin không được tiếp cận theo quy định, như là thông tin thuộc bí mật nhà nước, thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại tới lợi ích của nhà nước, ảnh hưởng xấu tới quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, công dân được tiếp cận có điều kiện các thông tin về bí mật kinh doanh trong trường hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý, thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân trong trường hợp được người đó đồng ý. Liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc cung cấp thông tin do mình tạo ra, Nghị định 13 năm 2018 quy định chi tiết luật tiếp cận thông tin, cho phép những người yêu cầu cung cấp thông tin sử dụng điện thoại di động và các phương tiện kỹ thuật khác để sao chép, chụp văn bản, hồ sơ tài liệu. Người đứng đầu các cơ quan cung cấp thông tin có trách nhiệm bố trí địa điểm đọc, nghe, xem và ghi chép, sao chép, chụp thông tin để cung cấp thông tin trực tiếp tại trụ sở cơ quan. Bố trí thiết bị tại trụ sở cơ quan tạo thuận lợi cho công dân tiếp cận thông tin bằng là hình thức, ảnh hay là video. Tiếp tục chuyển sang bài viết đăng tải trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh trang 11 với nhan đề nhà 700 triệu đồng hết lo bị đánh thuế tài sản. Bà Lê Thị Mai Liên, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính Bộ Tài chính, thành viên nhóm nghiên cứu xây dựng dự án luật thuế tài sản vừa cho hay, ngưỡng đánh thuế đối với nhà vẫn chưa chốt, sẽ theo giá thị trường hay giá trị xây dựng hoặc theo diện tích. Song nhà có giá trị xây dựng 700 triệu đồng đã được loại bỏ, không còn nêu trong nội dung dự án luật thuế tài sản. Điều này có nghĩa cơ quan soạn thảo đã bỏ ngưỡng đánh thuế nhà mức 700 triệu đồng và đang xây dựng một dự thảo mới. Việc đánh thuế cần tránh tình trạng thuế chồng thuế. Người sở hữu căn nhà 10 tỷ đồng thì việc đánh thuế là đương nhiên. Nhưng với trường hợp sở hữu 2 căn nhà giá trị 1 tỷ đồng, một căn dùng để ở, một căn cho thuê, thì việc đánh thuế là không hợp lý. Bởi lẽ căn nhà cho thuê đã phải chịu nhiều loại thuế như thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng. Ở các nước thì loại thuế nhà đất là để chi cho phát triển hạ tầng kinh tế xã hội và phúc lợi tại chính địa bàn có nhà đất thì người dân sẽ dễ đồng thuận hơn. Bởi tiền thuế đó rõ ràng là phục vụ ngược trở lại cho chính những người đóng thuế. Bài viết đáng chú ý tiếp theo đăng tải trên trang 13 báo Giao thông với nhan đề nghịch lý thị trường ô tô Việt, xe nhập thuế giảm, giá tăng. Tính tới thời điểm hiện tại thì đã có 5 thương hiệu ô tô lớn nhập khẩu xe về nước bao gồm Honda, Chevrolet, Toyota, Ford và Mitsubishi. Lượng ô tô nhập khẩu sẽ tiếp tục đổ về trong thời gian tới và dự kiến là thị trường ô tô nhập khẩu sẽ thực sự sôi động trở lại kể từ đầu tháng 8 năm 2018. Điều hy vọng lớn nhất của người tiêu dùng trong suốt thời gian vừa qua là khi xe nhập khẩu miễn thuế từ ASEAN về Việt Nam sẽ thúc đẩy giá xe trên thị trường giảm. Về mặt lý thuyết thì với việc khấu trừ 30% thuế nhập khẩu giá xe chắc chắn sẽ phải giảm. Theo một số tính toán, mức giảm sẽ từ 15 đến 20%. Thế nhưng thực tế thì điều này lại không xảy ra. Trong động thái có liên quan tới việc đưa xe nhập khẩu về Việt Nam thì ngày 26 tháng 6, TMV đã chính thức công bố giá bán đối với nhiều mẫu xe nhập khẩu khi mà những chiếc xe này còn chưa kịp cập cảng. Và đối với những thương hiệu xe cấp cao như là GM hay là giá xe Chevrolet đã nhập khẩu về Việt Nam thì không hề thay đổi nhiều so với các xe được nhập khẩu về trước năm 2018. Thậm chí là mẫu xe SUV Chevrolet đã nhập khẩu về Việt Nam có giá khá cao từ 859 triệu đến 1 tỷ 057 triệu. Và không chỉ xe nhập khẩu giữ và tăng giá bán thì đến nay các thương hiệu ô tô sản xuất trong nước cũng lại giữ giá. Thậm chí là từ đầu năm đến nay thì mẫu xe X5 còn tăng từ 30 đến 80 triệu đồng, lên mức là 899 triệu đến 1.019 tỷ đồng. Bên cạnh đó thì mẫu xe rẻ nhất phân khúc CUV là mẫu xe Outlander
cũng được Mitsubishi Motor Việt Nam tăng từ 15 đến mức 823 triệu đồng. Ngoài việc giữ và tăng giá bán các mẫu xe, thì khách hàng của nhiều mẫu xe ở thời điểm này còn phải xếp nốt hàng tháng thì mới có thể nhận được xe. Không những vậy, lợi dụng tình trạng khan hàng, nhiều đại lý còn ép thượng đế phải mua thêm phụ kiện để có thể mua được xe. Tiếp theo chuyển sang vấn đề liên quan đến lao động ở các doanh nghiệp trên Thời báo Kinh tế Việt Nam trang 9, báo động tình trạng thiếu lao động trình độ cao. Các chuyên gia lao động đều cho rằng để tối đa hóa những lợi ích từ nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, Việt Nam không chỉ tiếp tục dựa vào lợi thế về lao động giá rẻ mà cần cải thiện chất lượng lao động để thu hút đầu tư vào các ngành giá trị gia tăng cao hơn như máy tính, điện tử và xe có động cơ. Khảo sát của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản JETRO năm 2015 cũng cho thấy 80% doanh nghiệp trả lời cho biết có nhu cầu tuyển cán bộ kỹ thuật và 89% cho biết mong muốn tuyển dụng được cán bộ kỹ thuật trong tương lai. Đến năm ngoái thì điều tra PCI FDI cũng chỉ ra rằng nhân sự kỹ sư giỏi vẫn rất khan hiếm, với 55% doanh nghiệp cho biết tương đối khó và 19% đánh giá là khó để tuyển được lao động loại này. Ngoài ra thì doanh nghiệp FDI cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhân lực cho các vị trí đòi hỏi nhiều kỹ năng như quản lý, giám sát và giám đốc điều hành, giám đốc tài chính. Đặc biệt đối với nhóm lao động giám đốc điều hành, giám đốc tài chính, 36% doanh nghiệp FDI được hỏi cho rằng khó và 28% cho rằng rất khó tuyển dụng. Chỉ có 31% doanh nghiệp FDI đánh giá chất lượng lao động Việt Nam tại các tỉnh đáp ứng được nhu cầu của họ mà thôi. Trên trang 5 báo Thanh Niên có bài viết đáng chú ý với nhan đề Hãy hùng tắm trắng bắp chuối bằng hóa chất, chính quyền địa phương ở đâu? Dẫn đầu đoàn kiểm tra đi cơ sở tắm trắng bằng bắp chuối bằng hóa chất, ông Phan Văn Quảng, đội trưởng đội 2 quản lý an toàn thực phẩm liên quận thuộc huyện 2, 9 và Thủ Đức thuộc ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh đánh giá tình trạng sản xuất bắp chuối tại đây chưa đảm bảo vệ sinh. Theo khai báo của công nhân thì cơ sở có sử dụng hóa chất để rửa bắp chuối bào, cụ thể là sử dụng bột tẩy trắng và hàn the. Qua kiểm tra thì đội phát hiện 45 kg bột tẩy trắng và hàn the. Công nhân cho biết số hóa chất này được mua từ chợ Kim Biên. Theo ông Quảng, các cơ sở tại khu vực này khi mà kiểm tra hầu như không xuất trình được giấy tờ, số nhà cũng không có, thế nhưng quy mô thì không hề nhỏ. Chủ cơ sở mua bắp chuối mang về chế biến, đưa ra chợ đầu mối mang đi tiêu thụ ở khắp nơi. Sáng 27 tháng 6, phóng viên báo Thanh Niên liên hệ lãnh đạo của phường Hiệp Bình Phước để hỏi về trách nhiệm quản lý trên địa bàn. Khi mà phóng viên thông báo việc đội an ninh thực phẩm thành phố vừa kiểm tra phát hiện hai cơ sở sản xuất bắp chuối bào có sử dụng hóa chất, thì ông Nguyễn Quang Chi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình Phước đã nói, cái đó đợt trước làm rồi, đã làm rồi mà. Phóng viên cho biết việc kiểm tra phát hiện ngay rạng sáng 27 tháng 6 thì ông Chi có nói rằng, tôi có phó phụ trách kinh tế và nắm mảng an toàn vệ sinh thực phẩm. Có câu hỏi gì, tôi sẽ nói anh em trả lời sau. Giờ tôi không hình dung được đó là cái gì cả. Tôi muốn có cụ thể, sẽ trả lời cụ thể. Còn nắm hay không nắm được thì tôi sẽ trả lời bằng văn bản sau. Và đồng thời cũng khẳng định rằng, cái đó ngày trước cũng đã làm mấy lần rồi, làm đi làm lại. Thực tế thì phường cũng đã làm rất nhiều, phối hợp làm. Một mình phường không thể nào làm được bởi vì liên quan tới nhiều thứ như là giấy phép kinh doanh, đâu phải là của phường cấp. Xác định cơ sở kinh doanh thực phẩm bẩn hay không thì chỉ có cơ quan chức năng mới có thể làm được. Khi phóng viên đặt ra vấn đề là tại sao phường đi kiểm tra liên tục, thế nhưng các cơ sở này vẫn ngang nhiên sử dụng hóa chất và tồn tại nhiều năm nay, thì ông Chi đã không đưa ra được câu trả lời. Tiếp theo chuyển sang vấn đề liên quan đến giáo dục, liên quan đến đề thi và đáp án trên 117 báo Thanh Niên. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đáp án môn văn gây khó cho giáo viên. Đây là ý kiến của giáo viên Trương Minh Đức, trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Theo giáo viên này, dẫu biết rằng đề ra theo hướng mở thì đáp án không thể bó hẹp, nhưng cái mở của đáp án thế này khiến giáo viên thiếu căn cứ tối thiểu, dẫn đến khó chấm và có thể chấm lệch. Thêm vào đó, đề thi yêu cầu trình bày suy nghĩ về sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước, đáp án lại đưa ra cả tiềm lực bản thân. Vậy những thí sinh viết đơn giản, sáo rỗng rằng bản thân phải cố gắng học thật giỏi thì có được đánh giá là tiềm lực bản thân hay không? Và những tiềm lực thế nào là chuẩn? Chỉ với câu hỏi này thì có thể xảy ra tình trạng giám khảo chấm qua loa, hoặc do đáp án chung chung, người chấm chùn tay, không dám chấm điểm tối đa hoặc không tự tin sẽ cho điểm trung bình. Như vậy, thí sinh nào cũng như nhau thì sẽ không có sự phân hóa, thiệt thòi cho thí sinh có học lực khá giỏi và ảnh hưởng đến điểm xét tuyển ở những trường top đầu. Phần nghị luận xã hội với đoạn văn 200 chữ yêu cầu thí sinh trình bày một vấn đề to tát như vậy mà trong đáp án lại tỏ ra không đủ độ sâu, hời hợt, chưa thỏa mãn yêu cầu đặt ra.
Ngoài ra, đáp án cũng yêu cầu thí sinh phải lựa chọn hình thức cấu trúc luận văn cụ thể. Tuy nhiên, nếu thí sinh viết được nhưng không lựa chọn theo những hình thức mà đáp án nêu ra, thì có mất điểm oan hay không? Tiếp tục chương trình cho chuyên mục câu chuyện buổi sáng, câu chuyện về những thí sinh đặc biệt trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018. Facebook dừng phát triển máy bay không người lái cung cấp Internet toàn cầu để thay bằng một chiến lược hiệu quả hơn. Như vậy là một kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia nữa cũng đã khép lại. Có người cười, có những người thì không cười nổi vì đề thi quá khó. Những lo lắng áp lực bộn bề bài vở của các thí sinh cũng đã tạm thời kết thúc. Sau mỗi kỳ thi thì các em đã có thêm thời gian để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho những điều mới mẻ khác trong cuộc sống. Nhìn lại kỳ thi thì với cách thi không xáo trộn nhiều so với năm ngoái, nhìn chung kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 đang diễn ra tương đối an toàn và chưa có sự cố nghiêm trọng nào liên quan tới đề thi hay là việc tổ chức thi. Tuy nhiên, kỳ thi năm nào cũng vậy, vẫn luôn có những thí sinh khiến dư luận phải suy ngẫm. Và câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi tới quý vị những thí sinh đặc biệt này. Một trong những thí sinh lớn tuổi nhất kỳ thi năm nay là nữ y sĩ 50 tuổi tại thành phố Vinh, Nghệ An, đi thi để hoàn thành ước mơ trở thành bác sĩ. Ngoài ra, ở Hà Tĩnh, còn có một nữ thí sinh 45 tuổi, từng là chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, năm nay muốn thi trường cao đẳng y dược ở Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay có nhiều thí sinh khuyết tật dù được đặc cách nhưng vẫn dự thi để xét tuyển đại học. Ở Hạ Long, Quảng Ninh, một thí sinh bị di chứng chất độc da cam cũng được mẹ bế đến phòng thi. Tại thành phố Hồ Chí Minh, có 5 thí sinh đặc biệt được bố trí phòng thi riêng. Trong đó có 3 thí sinh bị tai nạn giao thông, té ngã nên bị chấn thương ở tay hoặc thân thể, không thể ghi chép được. 2 thí sinh còn lại bị khuyết tật đặc biệt. Ngoài ra còn có những phòng thi đặc biệt, chỉ có một thí sinh mà có tới 3 cán bộ coi thi khác. Điển hình ở An Giang và Bình Dương, 2 thí sinh đều bị tai nạn ở tay phải, không thể viết, nên phải nhờ cán bộ coi thi chép bài hộ. Đặc biệt có một thí sinh ở thành phố Hồ Chí Minh đã 18 lần thi vào đại học. Người này dù đã tốt nghiệp đại học, có công việc kinh doanh ổn định, nhưng năm nào cũng đi thi vì muốn giữ lời hứa sẽ lập kỷ lục thi đại học nhiều nhất Việt Nam với bạn gái cũ. Những ngày thi vừa qua, có lẽ là nhiều người ở điểm thi Trung học cơ sở Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã ấn tượng với người cha già dìu dắt đứa con trai bị liệt nửa người đi thi. Đó là cậu bé Đặng Văn Hanh, sinh năm 1997. Có lẽ là Hanh là thí sinh đặc biệt nhất của cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội chủ trì năm nay. Hành trình của bố con cậu học sinh Đặng Văn Hanh đến với kỳ thi năm nay giống như một câu chuyện cổ tích vậy. Trong những ngày thi vừa qua, để có thể lên được phòng thi ở tầng 4 thì Hanh cần tới sự giúp đỡ của lực lượng thanh niên tình nguyện. Vì lý do đặc biệt, cậu bé ấy được các thầy cô trong điểm thi tạo điều kiện để có thể nghỉ trưa ngay tại phòng thi. Và bố của em, ông Đặng Văn Kiểm, được vào phòng thi để chăm sóc con trai. Từ khi ra em đã bị liệt bẩm sinh và di chứa rất nhiều nơi nhưng cũng chưa đạt được ước muốn của mình. Chân của Hanh không thể bước đi. Bàn tay phải của Hanh không thể cử động. Nhưng cậu bé ấy luôn có một bàn tay của cha che chở trong suốt kỳ thi vừa qua. Những hình ảnh đẹp và khó quên. Đến lúc 8 tuổi thì bố mẹ quyết định cho em được quyền được đi học. À, từ hôm ấy bố đã lật đật vất vả cố gắng đưa em đến trường dù mưa gió hay nắng cũng đưa em đến trường rất đúng giờ. Hanh là con út trong gia đình có 8 anh chị em. Chỉ mình em không may mắn khi bị dị tật từ nhỏ. Từ năm 2016 đổ về trước, gia đình cậu bé vẫn thuộc hộ nghèo. Nhưng em lại là một học sinh ham học. Không thể sinh hoạt như người bình thường. Tuy vậy, Hanh học không thua kém bạn bè. Trên hành trình biến ước mơ học hành thành hiện thực, em luôn có sự giúp sức của một người đặc biệt.
Con tôi hôm nay tôi cho đi thì mà tôi rất là nó mất bảo không được gặp may mắn. Nhưng mà tôi quyết tâm cho cháu đi học, dù đi đâu tôi cũng đi cùng với nó cho học. Khi nào tôi không đỡ cháu thôi, tôi già yếu thôi, không làm gì. Nước mắt của ông Kiềm chỉ với mục đích duy nhất là để cho đứa con kém may mắn của mình có được nụ cười. Vì thế, ông đã tìm mọi cách để giúp con hòa nhập với các bạn trong trường, dù là tự mình xây riêng một đường đi dành cho xe lăn. Kể cả những hôm mưa gió trên cái xe lăn em vẫn đến trường, và có hôm thì nó cũng ướt hết cả. Em là một người rất là chăm chỉ và nghị lực, tôi rất là cảm phục. Sợ là đi xa vất vả quá thì thôi bảo là thôi con ạ, hay là con học hết cấp 3 xong rồi con nghỉ cũng được. Xong rồi ở nhà thì anh nó dạy kèm thêm học máy vi tính cùng anh. Nó bảo không mẹ ạ, con cố con cứ phải đi học. Ngày sau thì bố mẹ già đi thì con còn có cái nghề nghiệp để con làm, con nuôi thân con. Sau kỳ thi, Hanh trở về với đời thường, phụ giúp cha mẹ việc làm bánh nếp, một công việc đã giúp cho bố mẹ Hanh nuôi 8 anh chị em ăn học nên người. Ước mơ của cậu học trò nhỏ là thi đỗ vào ngành công nghệ thông tin của Đại học Quốc gia Hà Nội để tương lai sẽ trở thành một lập trình viên. Khát vọng của em cũng được, cũng thích được, yêu nghề, cũng yêu công nghệ thông tin và em cũng thích máy tính, cũng muốn làm ra những phần mềm, phần sản phẩm về thông tin như là máy móc giúp đỡ cho những người gặp cùng hoàn cảnh của em. Ước mơ giản dị nhưng đằng sau đó là nỗ lực phi thường của một cậu bé kém may mắn. Và để viết tiếp câu chuyện cổ tích giữa đời thường, luôn có hình ảnh của người cha, người đã chăm sóc Hanh từ tấm bé. Người đàn ông đã cho Hanh nhiều hơn về niềm tin và sức mạnh vượt lên số phận. Trong phần tiếp theo của chương trình sẽ là những thông tin sự kiện dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 29 tháng 6 năm 2018. Ngày hôm nay 29 tháng 6, tại hội trường tầng 3 nhà A Bộ Y tế 138A, Bộ Y tế tổ chức buổi gặp mặt báo chí về nội dung bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tăng cường nhân lực cho y tế cơ sở. Tại buổi gặp mặt, Bộ Y tế sẽ tổng kết lại với các nhà báo là đại diện các cơ quan báo chí trên cả nước về hoạt động khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và những giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Việt Nam. Ngày hôm nay, Cathedral Concert Series là dự án hòa nhạc miễn phí của tổ chức âm nhạc Mas Estoso và là một trải nghiệm mới lạ cho các nghệ sĩ cũng như khán giả Việt Nam. Với mong muốn đưa âm nhạc cổ điển tới công chúng một cách rộng rãi nhất có thể, tất cả các buổi biểu diễn trong nhà thờ sẽ được tổ chức với hình thức miễn phí không bán vé, mở cửa tự do cho tất cả quý khán giả yêu nhạc. Chương trình có sự tham gia của những nghệ sĩ trẻ tài năng của Việt Nam như đua Hoàng Hồ Thu Piano, Hoàng Hồ Khánh Vân Violin và nghệ sĩ cello Phan Đỗ Phúc. Dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp và báo chí, truyền thông trong thời đại số và cơ hội cho doanh nghiệp. Sự kiện này nhằm tập trung trao đổi, thảo luận về những thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức mà các doanh nghiệp, báo chí đang gặp phải trong thời đại kỷ nguyên truyền thông số. Sen là một loài hoa gắn bó với người Huế từ lâu đời. Lễ hội Sen 2018 là không gian trưng bày chủ yếu các tác phẩm về sen. Chương trình quảng diễn và trưng bày các ngành nghề truyền thống như trúc chỉ, tranh thêu nghệ thuật sen, thêu nón lá. Các chương trình nghệ thuật biểu diễn áo dài với việc lấy sen làm ý tưởng chủ đạo. Đặc biệt trong không gian ngập tràn sắc sen này, các gian hàng ẩm thực trình diễn và phục vụ các món ăn được làm từ sen Huế sẽ khiến những người tham gia lễ hội háo hức và không nên bỏ lỡ. Tiếp nối thành công của hội nghị và triển lãm Khởi nghiệp Đà Nẵng, Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng dưới sự điều phối của Hội đồng Điều phối Mạng lưới Khởi nghiệp Đà Nẵng tiếp tục tổ chức hội nghị và triển lãm Khởi nghiệp Đà Nẵng 2018. Sự kiện sẽ thu hút hơn 2.000 người tham dự, hơn 70 gian hàng giới thiệu các sản phẩm và dự án của các đơn vị doanh nghiệp khắp nơi trên cả nước và thế giới sẽ được trưng bày và kết nối với cộng đồng.
Mạng xã hội Facebook mới đây cho biết không còn theo đuổi kế hoạch phát triển máy bay không người lái để cung cấp Internet cho toàn thế giới. Các máy bay này vận hành hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời và bay liên tục mà không cần phải tiếp năng lượng. Kế hoạch đầy tham vọng này là một phần của dự án Aquila. Được bắt đầu cách đây 4 năm, Aquila là dự án Internet trên tầng bình lưu của Facebook, nơi những chiếc máy bay khổng lồ chạy một phần bằng năng lượng mặt trời, có thể duy trì hoạt động trong một thời gian dài và cung cấp dịch vụ Internet đến các vùng xa xôi của thế giới. Dự án Aquila được bắt đầu vào năm 2014 và đã tiến hành được 2 chuyến bay thử nghiệm. Chuyến bay lần đầu tiên vào năm 2016 từng dẫn tới thiệt hại nghiêm trọng cho máy bay lúc hạ cánh. Theo hãng này, thay vì xây dựng hệ thống máy bay riêng, Facebook sẽ tập trung làm việc với các đối tác trên các hệ thống phân phối Internet trên cao và thiết lập các quy tắc liên bang xung quanh hoạt động của các hệ thống này. Facebook sẽ tiếp tục hợp tác với Airbus để phát triển phiên bản tốt hơn các trạm ở tầng bình lưu. Việc hợp tác với Airbus được bắt đầu vào tháng 11 năm 2017. Cụ thể, các hệ thống phân phối Internet có thể được tích hợp vào các máy bay để phát Internet tốc độ cao. Bên cạnh đó, Facebook cũng đã bắt đầu các sáng kiến kết nối khác như tập trung vào việc cải thiện thiết bị viễn thông và lên kế hoạch phóng các vệ tinh cung cấp kết nối Internet. Trong khi đó, đối thủ của Facebook là Google cũng đang phát triển dự án mang tên Titan, trong đó phát triển máy bay không người lái, bên cạnh dự án sử dụng các kinh khí cầu lớn. Tại Serbia, một cậu bé 15 tuổi đã khiến nhiều người bất ngờ với tài năng hội họa đặc biệt của mình. Cậu bé bắt đầu vẽ từ khi mới 2 tuổi, là lớn tuổi gần như còn chưa thể cầm vững một cây bút và còn đặc biệt hơn nữa khi cậu có thể tái hiện hình ảnh của thế giới động vật hoàn hảo đến từng chi tiết mà không cần nhìn mẫu. Những bức tranh của họa sĩ 15 tuổi người Serbia Dusan Toglica phần lớn đều là về thế giới tự nhiên. Có thể nói là tài không đợi tuổi, khi Dusan đã mở triển lãm lần đầu tiên khi cậu mới chỉ 6 tuổi. Tất cả các tác phẩm của cậu trưng bày tại triển lãm này đều được bán hết sạch ngay sau đó. Đến năm 2013, ở tuổi lên 10, thu nhập từ việc bán tranh của họa sĩ nhí này đã đạt mốc 1,5 triệu bảng Anh. Và hiện tại, khi mới 15 tuổi, cậu đã có một sự nghiệp rực rỡ với 6 triển lãm cá nhân. Ngoài ra, Dusan còn có trí nhớ rất tốt. Được biết, cậu chỉ mất chưa đến 3 tuần để tìm hiểu mọi thứ trong một cuốn bách khoa toàn thư về động vật mà cha mẹ cậu đưa cho. Đối với cháu, vẽ giống như một trò chơi vậy. Nó không khó và cháu rất thích vẽ. Cháu đã có hình ảnh con vật muốn vẽ trong đầu và do đó không phải nhìn vào hình ảnh thực. Các bức tranh của Dusan phần lớn đều chỉ sử dụng bút chì mà không dùng đến màu vẽ. Dusan đã tạo ra hàng trăm bức tranh động vật, từ những bức tranh vẽ những đàn chim hàng chục con đến những bức vẽ đặc tả khuôn mặt của khỉ hay đời ươi. Điều kinh ngạc nhất trong phong cách vẽ của cậu là sự chi tiết tỉ mỉ trong các tác phẩm. Muốn xem được hết những đường nét trong các bức hình, mọi người thường phải dùng đến kính lúp. Còn tại thành phố Lagos của Nigeria thì có một phòng tranh vô cùng đơn sơ, thậm chí có thể nói là nghèo nàn. Thế nhưng tại đây thì người họa sĩ chủ nhân của phòng tranh lại khiến cho nhiều người phải ngạc nhiên về những bức tranh vô cùng sinh động được sáng tạo tại phòng tranh này. Đặc biệt là người họa sĩ mà chúng ta đang nói tới là một cậu bé mới chỉ có 11 tuổi. Vẽ tranh từ khi lên 6 tuổi và ở tuổi lên 8, cậu trở thành họa sĩ chuyên nghiệp trẻ nhất ở Nigeria với những bức tranh thuộc trường phái siêu thực. Những nét vẽ không chỉ mang tính nghệ thuật mà còn có ý nghĩa sâu sắc, khai thác chất liệu cuộc sống thường ngày diễn ra xung quanh. Cậu ấy còn có thể tiến xa hơn nữa trong lĩnh vực hội họa. Chúng tôi đã nói với cậu ấy rằng, đừng coi mình chỉ là một họa sĩ đường phố. Hãy tin rằng mình có thể được như những tên tuổi nổi tiếng như Michelangelo hay Da Vinci. Mọi thứ xung quanh, đặc biệt là gia đình, là nguồn cảm hứng của cháu. Những giọt mồ hôi là nỗ lực làm việc chăm chỉ trong công việc và cuộc sống. Chiếc thìa biểu tượng cho thức ăn. Nhiều người xung quanh cháu không có gì để ăn, họ đang lao động cật lực để kiếm sống. Waris từng tham gia lớp học của một sinh viên đại học mỹ thuật, nơi cậu được hoàn thiện kỹ năng vẽ của mình. Và cậu được đánh giá là học viên tài năng nhất của lớp học. Waris cho biết ước mơ của cậu là trở thành một nghệ sĩ lớn, được biết đến trên khắp thế giới và hy vọng các tác phẩm của mình sẽ được trưng bày tại các bảo tàng quốc tế. Hãng sản xuất đồ chơi hàng đầu của Mỹ là Toys R Us sẽ chính thức đóng cửa tất cả các cửa hàng của mình vào ngày hôm nay, 29 tháng 6. Việc doanh nghiệp nổi tiếng bậc nhất nước Mỹ này phải đóng cửa sau khi nộp đơn phá sản vào năm 2017 đã gây sốc với ngành công nghiệp đồ chơi của Mỹ.
Chuỗi cửa hàng đồ chơi có tuổi đời 70 năm đã nộp đơn xin phá sản vào cuối năm 2017 do kinh doanh thua lỗ. Ngoài ra, hãng cũng chịu sức ép cạnh tranh từ các siêu thị bán hàng giảm giá như Walmart hay Amazon, khiến nhiều bậc phụ huynh chuyển sang mua sắm đồ chơi trực tuyến. Theo các báo cáo, khoảng 33.000 người lao động bị ảnh hưởng vì kế hoạch đóng cửa chuỗi cửa hàng hơn 60 năm tuổi này. Từng là doanh nghiệp bán lẻ đồ chơi lớn nhất nước Mỹ, Toys R Us dường như đã hụt hơi do thói quen tiêu dùng của người Mỹ thay đổi. Doanh thu mua sắm từ các trang thương mại điện tử như Amazon ngày càng tăng cao, trong khi các cửa hàng bán lẻ phải chật vật để sinh tồn. Công ty này đã gắn bó với tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. Thật đáng tiếc khi chứng kiến chuỗi cửa hàng lớn này phải đóng cửa. Toys R Us không có lợi nhuận trong năm 2017 và lỗ lũy kế 2,5 tỷ đô la Mỹ kể từ năm 2012. Trong 9 tháng đầu năm 2017, hãng lỗ 953 triệu đô la Mỹ. Và thời điểm phá sản, Toys R Us tiết lộ rằng công ty nợ khoảng 5 tỷ đô la Mỹ và chi khoảng 400 triệu đô la Mỹ một năm chỉ để trả nợ. Giải bóng đá lớn nhất hành tinh đang thu hút sự chú ý của những người yêu bóng đá trên toàn thế giới. Hòa cùng không khí sôi động của World Cup 2018, mới đây tại thành phố tại Australia, thì một con kangaroo ở Australia dường như là cũng muốn thể hiện tinh thần yêu bóng đá cuồng nhiệt khi đã nhảy vào sân cỏ và có ý định tham gia chơi bóng cùng các cầu thủ. Trên thế giới, việc các con vật chạy vào sân bóng và gây nên cảnh náo loạn không phải là hiếm. Nhưng việc một chú kangaroo tranh bắt gôn thay cho thủ môn thì lại là việc không phải lúc nào cũng có thể chứng kiến. Cảnh tượng thú vị xảy ra trong trận đấu giữa hai đội bóng Bencon United và Canberra tại thủ đô Canberra. Không biết từ bao giờ, một chú kangaroo đột nhiên nhảy qua hàng rào, tiến vào sân bóng và ngang nhiên đứng trước cầu môn ngay khi các cầu thủ rời sân nghỉ giữa hiệp. Thủ môn không mời mà tới này dường như muốn thử tay bắt gôn khi một số người có ý xua kangaroo ra khỏi sân nhưng không thành. Một huấn luyện viên đội bóng đã phải dùng xe để khiến chú chuột túi này ra khỏi sân. Tuy nhiên, ngay khi hiệp 2 của trận đấu bắt đầu, thì chú kangaroo này lại trở lại sân bóng và hiệp đấu không dừng lại lần nữa. Trong những ngày cả thế giới đang ăn bóng đá, ngủ bóng đá của mùa World Cup 2018 đang diễn ra ở Nga, những người yêu môn thể thao vua đến với xứ sở Bành Dương còn có dịp khám phá nhiều điều hấp dẫn khác. Mới đây, một nhà thiết kế đồ lưu niệm tại thành phố Saransk đã cho ra mắt một quả bóng rất tinh xảo, được kết từ gần 10.000 viên pha lê lấp lánh. Đây là một cửa tiệm bán đồ lưu niệm cao cấp tại thành phố Saransk, cách thủ đô Moscow 260 km về phía đông. Trong những ngày qua, nhiều du khách đã tìm đến đây để chiêm ngưỡng quả bóng pha lê, một món hàng lưu niệm cao cấp được bán với giá gần 2.000 đô la Mỹ, tương đương hơn 45 triệu đồng. Để làm ra quả bóng, chúng tôi tiến hành từng công đoạn riêng biệt. Đầu tiên, quả bóng được phủ một lớp nickel. Sau đó, chúng tôi đính các hạt pha lê Swarovski, một loại pha lê cao cấp có nguồn gốc từ Áo. Tổng cộng có 2.900 viên pha lê đen và 6.700 viên pha lê trắng được sử dụng cho mỗi quả bóng. Ông Kozin cho hay, lúc đầu ông dự định chỉ làm ra 11 quả bóng pha lê, tương đương số cầu thủ của một đội bóng trên sân. Song do nhu cầu của khách hàng, ông sẽ làm thêm 12 quả bóng nữa, tổng cộng là 23 quả bóng bằng số cầu thủ của một đội bóng tham dự World Cup lần này. Ông Kozin cũng cho biết thêm, nếu số lượng bóng làm ra lần này không bán hết, ông sẽ trưng bày chúng trong cuộc triển lãm chủ đề World Cup của thành phố. Nhân dịp World Cup 2018, dự án nghệ thuật mang tên Light Gods, tạm dịch là như những vị thần tại Bảo tàng Học viện Nghệ thuật Nga tại Saint Petersburg, đang thu hút rất nhiều du khách. Triển lãm trưng bày 40 tác phẩm khắc họa chân dung các siêu sao danh tiếng, cũng như là các huấn luyện viên bóng đá hàng đầu trên thế giới. Triển lãm được mở cửa tại khu vực dọc bờ sông Neva để phục vụ World Cup 2018. Điểm nổi bật trong triển lãm là các cầu thủ không khoác lên mình đôi giày hay những chiếc áo thi đấu trên sân cỏ, mà họ vô cùng lộng lẫy và quyền uy trong những bộ áo choàng cổ điển dành cho các tướng lĩnh của Hoàng gia Nga. Nằm bên bờ sông Neva thơ mộng, Bảo tàng Học viện Nghệ thuật Nga tại Saint Petersburg không chỉ là một di tích lịch sử được xây dựng từ năm 1895, mà còn là nơi diễn ra những triển lãm quy mô và tầm vóc quốc tế. Tới triển lãm, người xem sẽ được ngắm các bức chân dung khắc họa các cầu thủ và huấn luyện viên huyền thoại từ quá khứ như Diego Maradona, Eric Cantona, đến các siêu sao bóng đá đương đại như Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah và Lionel Messi. Họa sĩ người Ý Fabrizio Pirimpelli là tác giả của 40 bức chân dung,
Ông chia sẻ rằng tất nhiên, cầu thủ hay huấn luyện viên không phải là những vị thánh trong thần thoại, nhưng ở một góc độ nào đó, họ là người hùng, là thủ lĩnh, là người dẫn dắt, truyền cảm hứng cho cả một đất nước, một dân tộc. Saint Petersburg vốn nổi tiếng với những bảo tàng, cung điện, và giờ đây những tác phẩm nghệ thuật dường như đã thêm một hương vị rất mới cho thành phố này. Bản tin ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.